Chiều ngày 23 tháng 2 năm 2018, theo sự chỉ đạo của Linh Mục Quản sứ Đinh Văn Minh, hàng chục giáo dân xứ Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã vác gậy gộc, liềm dao đến cổng trường tiểu học xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu để bao vây, tấn công nhà trường nhằm tạo áp lực lên chính quyền nhà trường cho học sinh giáo dân trong xứ đi học thêm buổi thứ hai được miễn phí. Điều này là trái với quy định của nhà nước. Một số lương dân quanh trường ra can ngăn thì bị các giáo dân đánh bằng gậy, liềm, ném đá gây bị thương nhiều trường hợp. Được biết, đầu năm 2018, trường tiểu học xã Diễn Đoài triển khai cho phụ huynh học sinh đăng ký học buổi thứ hai nhằm bổ sung kiến thức cho các em. Theo quy định, bậc tiểu học học một buổi một ngày trong chương trình giáo dục. Những ai không đăng ký học buổi hai thì học buổi một như bình thường. Lợi dụng việc này, Linh Mục Quản sứ Đăng Cao Đinh Văn Minh đã ra lệnh cho các giáo dân trong xứ là phụ huynh không đăng ký học, không nộp tiền nhưng vẫn bắt các em đi học buổi 2 tại trường. Điều này là không đúng với quy định của nhà trường, nhưng nhà trường vẫn xin ý kiến cấp trên để các em được đi học. Tuy nhiên, do không đóng tiền mà vẫn đi học nên các em học sinh bên giáo bị các học sinh khác trêu chọc là không đóng tiền mà vẫn đi học. Điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý của các em học sinh bên giáo, khiến các em vừa muốn đi học, vừa muốn bỏ. Chiều ngày 23 tháng 2 năm 2018, một số em học sinh bên giáo bị phụ huynh bắt đi học nhưng không vào lớp. Lợi dụng việc đó, Linh Mục Đinh Văn Minh đã chỉ đạo giáo dân vác gậy gộc lên trường tấn công nhà trường với lý do nhà trường không cho học sinh bên giáo vào lớp. Đây rõ ràng là một việc làm vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, thể hiện sự coi thường luật pháp của Linh Mục Quản sứ Đinh Văn Minh. Lợi dụng việc này, Linh Mục Đinh Văn Minh đã ra thông tin xuyên tạc rằng giáo viên của trường đã đuổi các em trong trường chưa đóng tiền học thêm và một số khoản thu khác, chia rẽ khối đoàn kết lương giáo. Và ngay sau đó, vì Linh Mục Đinh Văn Minh đã kích động hơn 300 giáo dân giáo xứ Đăng Cao, xã Diễn Đoài đem hung khí gậy gộc liềm dao đến trước cổng trường xã Diễn Đoài để tấn công, cản trở việc dạy học của nhà trường nhằm tạo áp lực cho học sinh giáo dân trong xứ đi học thêm nhưng không đóng tiền. Với việc tụ tập hàng trăm giáo dân trước cổng trường tiểu học đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, gây nên tâm trạng hoảng sợ đối với các học sinh tiểu học và giáo viên trong trường, buộc chính quyền phải huy động lực lượng công an xuống giải quyết, ổn định tình hình. Tuy nhiên, sự việc trở nên phức tạp hơn khi phụ huynh các học sinh trong trường nghe tin việc Linh Mục Đinh Văn Minh tấn công trường học đã tập trung để phản đối hành vi vi phạm pháp luật của Linh Mục Đinh Minh và bảo vệ con em của mình. Tuy nhiên, một số đối tượng quá khích bị kích động đã dùng gạch đá tấn công những người dân này, gây ra xô xát làm một số người dân bị thương. Sự việc chỉ giải quyết khi có sự can thiệp của lực lượng công an. Có thể thấy, đây là hành vi hết sức tiêu cực của Linh Mục Đinh Văn Minh, ảnh hưởng xấu đến tình hình giáo xứ Đăng Cao và mối đoàn kết lương giáo tại địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Một sự việc tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng có liên quan đến học phí của học sinh lại rơi vào việc bị lợi dụng bóp méo, xuyên tạc, trở thành việc phân biệt tôn giáo để biến thành nguyên nhân, nguyên cớ dẫn tới sự việc không đáng có này. Trong tâm lý bị kích động, những người làm cha, làm mẹ các em học sinh tiểu học đáng nhẽ phải là trở thành tấm gương đạo đức của các em, thì nay lại trở thành những kẻ côn đồ, sẵn sàng vì một vài lời nói kích động mà làm tổn thương, tổn hại đến người khác. Có lẽ những hình ảnh xấu ngày hôm nay của các bậc phụ huynh tại giáo xứ Đăng Cao sẽ rất lâu mới phai nhòa trong tâm trí của con em của họ. Giáo xứ Phú Yên vừa le lói những hy vọng bình yên, thì giáo xứ Đăng Cao lại xuất hiện một đặng hữu nam thứ hai cố tình phá vỡ không khí bình yên nơi thôn quê Nghệ An. Thiết nghĩ chính quyền các cấp cần nhanh chóng có biện pháp chủ động đối phó, ngăn chặn những kẻ xấu mượn vấn đề tôn giáo để phá rối an ninh trật tự trên địa bàn. Và thưa các bạn, với những hành động và việc làm trên, Linh Mục Đinh Văn Minh đã không những không làm tròn bổn phận của một vị chủ chăn, một cha tinh thần, làm trái với lời răn của Chúa mà còn thể hiện sự coi thường luật pháp. Bởi vậy, đề nghị Giáo hội Công giáo Việt Nam, Giáo phận Vinh, Giám mục Nguyễn Thái Hợp và các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật này của Linh Mục Đinh Văn Minh.